cho nhiều em nha, lai lai bà ba với lại đồ bộ nha bụng. Sẽ lai chấm lai tương tác cho nhiều em. Áo mà ba bông mới về còn đẹp luôn mấy chị. Ai đang sẽ lai chấm lai lên cho em. Sao hôm nay mình thấy nó chị cô. Chị ơi, cái đơn nó đang hồi về, nó chưa về tới em mà. Khi nào nó về tới em mới gửi lại được chứ. Cái đơn nó đang hồi về, chắc 2-3 ngày nữa mới tới em. Em thấy nó đang nằm ở thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Mấy chị mình ơi, hôm nay chia sẻ like cho em nha. Tặng một áo mà ba như em đang mặc nha mấy chị ơi. Đó, mẫu em đang mặc có 10 màu. Mấy chị chia sẻ cho em tặng phiếu nha. Bốc thăm tặng áo mà ba. Hôm nay bao nhiêu phiếu em cũng tặng nha mọi người nha. Chia sẻ giúp em 2 lần vô trang cá nhân và 3 lần hỗ trợ chế độ công khai giùm em nha mọi người. Khi nào mà nó về tới em rồi, lúc em mới gửi lại, em gửi lại em sẽ báo cho chị biết nha chị Cuốn. Chắc là em chờ nó như gửi lại xong rồi em chờ nó gửi lại xong rồi em gửi cái mấy cái quần hồi tối qua chị mới đặt luôn á, gửi chung đơn cho mình luôn nha. Đúng rồi, cái này là bông thiêu trực tiếp áo chị, bông thiêu trực tiếp áo rất đẹp luôn. Về tại bên đây nè, là người ta lót một cái lớp giấy để người ta thiêu lên, nên là mấy chị nhìn bên đây nó hơi bị cứng. Về mấy chị giặt cái giấy này nó bung ra là cái này nó sẽ mềm xuống nha. Dạ ok. Mà canh canh nha chị Cốt, ví dụ như Bình Phước thì gửi tầm chừng 4 ngày là tới rồi, chị canh canh hả, như ngày em báo gửi là chị canh 4-5 ngày á, là chị nếu mà không ai gọi là chị nhắn em để em check đơn mới tới rồi thì chị ra bưu điện nhận giùm em. Tại nhiều khi nó không có shipper, nó không đi giao, nó thằng lao. Hello chị Hương Chu, em gửi rồi chị, em gửi ngay cái bữa rồi em chốt đơn là em gửi rồi nha, chờ nhận hàng đi mọi người. Ngày hôm tám đã tới rồi đó chị Cốt, là 3 ngày chứ mấy, mà tại vì sao nó không gọi nó giao với em không biết, tại do bên của cục phát rồi. Mấy chị chấm like tương tác chia sẻ like giùm em nha, 2 lần vô trang cá nhân, 3 lần hỗ trợ chế độ công khai giùm em nha. Em tặng phiếu bốc thăm tặng một áo và 3 mẫu như mặc nhau mọi người mới luôn. Rồi chị nào chia sẻ like rồi chấm like, comment đã chia sẻ lên hiện trường rồi chia sẻ tặng em tặng phiếu nha. Chị nào chia sẻ like cho em 5 lần rồi chấm like lên hoặc mấy chị, hoặc là comment đã chia sẻ lên nhìn em để em thấy nha, em tặng phiếu cho mọi người nha. Dạ có sọc bò chị, nhưng mà hôm nay không có like sọc bò, hôm nay em like bà ba với đồ bộ. Hôm nay em like đồ bà ba đồ bộ hơn. Bấm chia sẻ like giùm em đi mấy chị ơi, ai chia sẻ rồi chấm lên nha. Có thể hiện chữ được chia sẻ em mới tặng phiếu được nha mấy chị. Chia sẻ mới được tặng phiếu nha mọi người ơi. Chị nào chưa chia sẻ cho em nha. Dạ, ok chị Hương Chu nha, chắc là mốt chị. Em like bữa nay là ngày mai em nghỉ em chốt đơn. Xong rồi mốt em sẽ qua hàng suy của em like bà ba. Rồi, chia sẻ like chấm lên dùm em đó thôi chị Ung Điệp nha. Em chào chị Minh Nguyệt Nguyễn. Rồi em tặng phiếu chị Ung Điệp nè. Tặng một áo và 3 mẫu như em mặc nha mấy chị ha. Rồi ai chia sẻ like chấm lên cho em ha. Lâu rồi không tặng quà tại vì mọi người tương tác kém quá, nên hôm nay mấy chị chia sẻ em nhiều nhiều nha. Rồi em tặng phiếu cho em
chị Minh Nguyệt Nguyễn này, ai mình chia sẻ like cứ chấm lên giúp em nha. Em thấy có hiện cái hình người chia sẻ là em sẽ tặng phiếu cho mọi người. Chia sẻ giùm em 2 lần vô trang cá nhân, 3 lần hội nhóm chợ chế độ công khai nha. Rồi chị nào chia sẻ like rồi cứ chấm lên giùm em là em sẽ thấy, em biết mình đã chia sẻ tặng phiếu. Rồi em tặng phiếu cho chị Minh Nguyệt Nguyễn. Ai chia sẻ like rồi cứ chấm lên nha mấy chị, chấm tương tác lên giùm em nha. Chia sẻ giùm em 2 lần vô trang cá nhân, 3 lần vào hội nhóm chợ chế độ công khai. Chị nào chia sẻ rồi bên nhóm chợ nó sẽ không có hiện cái ký hiệu người chia sẻ, nên là bên nhóm chợ chị nào chia sẻ cho em rồi mấy chị comment chữ đã chia sẻ lên cho em nha, là em sẽ tặng phiếu ha. Hello chị Thanh Loan, em tặng phiếu chị Thanh Loan nha. Bên nhóm chợ chị nào chia sẻ like cho em 2 lần vô trang cá nhân mấy chị ha, 3 lần vào hội nhóm chợ chế độ công khai giùm em nha, rồi comment chữ đã chia sẻ lên cho em, sẽ em sẽ chặn phiếu cho mấy chị ha. Tặng phiếu bốc thăm, tặng một áo ba em đang mặc trị giá 85.000 nha mọi người. Đi chia sẻ like giùm em. Em chào chị A Xuân Nguyễn. Dạ chị mẫu này đi chùa được nha chị, đồ lan đi chùa em không có thôi, em chỉ có mẫu bà ba với lời bộ bà ba thôi. Em tặng phiếu chị Minh Nguyệt rồi, chị Minh Nguyệt Nguyễn tặng rồi nha. Chia sẻ like cho Đặng tặng phiếu, hôm nay tặng mẫu mới luôn em nha, mới về nha. Rồi em tặng phiếu cho chị Thanh Loan nè, Thanh Loan. Mấy chị chia sẻ comment lên cho em nha, tặng rồi bốc thăm tặng luôn nha mọi người ơi, đạt được chia sẻ là em bốc thăm tặng luôn. Mẫu em mặc có 10 màu nha mọi người nha, có 10 màu. Có size từ size số 1 size số 5 là 45kg cho tới 73kg thì chiều cao nha. Mỏng này là áo nhiều màu, quần chỉ có quần đen và quần trắng cho em đang mặc thôi nha. Đó, rồi mấy chị chia sẻ like giùm em. Hello chị Thủy Trương. Mai chốt đơn luôn nha chị Thảo Huy nha. Rồi em tặng phiếu cho chị Thủy Trương nè. Chia sẻ nhiệt tình nha mấy chị ở chế độ công khai giùm em nha. Chị Thủy Trương rồi chị Thảo Nguyên nè. Mai em chốt đơn luôn nha chị Hoa Nhã Kỳ. Chị Minh Nguyệt Nguyễn em nói nãy giờ chị không nghe, em tặng phiếu cho chị rồi nha. Em tặng phiếu cho chị rồi. Bên nhóm chợ nè mọi người ơi, chị nào chia sẻ like cho em 2 lần vô trang cá nhân, 3 lần ngồi nhóm chợ rồi, mấy chị cứ comment chữ đã chia sẻ lên giùm em, là em tặng phiếu. Tại mấy chị đừng có chấm, tại vì bên nhóm chợ nó sẽ không có hiện cái chữ người chia sẻ như là bên trang cá nhân, nên là mấy chị chấm em không biết là mấy chị có chia sẻ không, không có tặng phiếu. Mấy chị comment chữ đã chia sẻ giùm em tặng phiếu nha. Qua tặng là áo mà ba em đang mặc, vừa size của mình luôn, màu mình chọn nha mọi người. Tiếp tục đi mấy chị, tăng like lên, tăng view lên nha em này. Rồi em tặng phiếu cho chị Ngọc Nguyên nha, em thấy chị Ngọc Nguyên. Ok chị Minh Nguyệt. Chị nào mình chia sẻ cho em 5 lần ha, 2 lần vô trang cá nhân, 3 lần hội nhóm chợ, mình cứ comment lên giùm em là em tặng phiếu nha mấy chị ha. Tiếp tiếp mọi người ơi, nãy giờ ghi được có mấy phiếu rồi mấy chị. À Thảo Nguyễn mà em cứ đọc đó. Là Thảo Nguyên không à. Tiếp đi mọi người, tiếp đi được bao nhiêu được chia sẻ rồi. Ai chia sẻ rồi cứ comment chữ đã chia sẻ lên giùm em nha. Bên nhóm chợ mọi người ơi, chia sẻ like lên cho em đi. Hello chị Minh Phước, cho em tặng phiếu chị Minh Phước nha. Tặng phiếu chị Minh Phước nè. Trương Võ Minh Phước. Màu em mặc có màu đen ở đây. Màu đen đây chị. Trời ơi, màu đen xuất sắc luôn. Xíu đưa gần cho xem nha, có màu đen. Có màu đỏ luôn ha. Tiếp mấy chị ơi. Ở đây mới phát hiện đơn chị đi chưa. Rồi nha chị Minh Phước. Rồi hồi đi vào chiều rồi nha chị. Rồi hello chị Nga Lê, chia sẻ like.
lên đi, em tặng phím ra. Tặng về mình không mặc thì mình tặng cho mẹ mình lựa cho mẹ mình hay là cho bạn bè gì đó của chị ha. Mặc thử bà ba đi mấy chị, biết đâu ghiền đó. Rồi trong khi chờ mấy chị chia sẻ thêm thì em like nha. Đạt được chia sẻ thì em bắt đầu bốc thăm nha mọi người. Màu em đang mặc là màu chị Kim Hằng chia sẻ like, mẫu mới đẹp lắm chị Kim Hằng ơi. Mẫu em đang lên là áo mà ba màu hoa thiêu trực tiếp lên áo của mấy chị. Mỗi lần á là hoa thiêu rồi mình may lên áo. Còn cái đợt này là nó thiêu trực tiếp máu luôn nha. 85.000 một áo, 145.000 một bộ nha. Em đang mặc mấy chị chốt từ 3 áo hoặc 2 bộ là mình được miễn ship luôn nha mọi người nha. Hello chị Huỳnh Lê, rồi em tặng phiếu chị Huỳnh Lê nha. Em chào chị An Hà nè. Mùa chia sẻ like cho chị em. Chị nào chia sẻ like rồi comment chữ đã chia sẻ comment nha. Huỳnh Thị Lê, hello chị Huỳnh Thị Lê nha. Rồi tiếp tiếp mấy chị. 85.000 một áo nha, em đang mặc có size từ size số 1 tới size số 5 mọi người nha. 45kg tới 75kg tùy chiều cao. Chị nào mình không biết cái form đồ thì cứ lên chiều cao cân nặng giùm em là em canh size cho mấy chị ha. Rồi cái màu em đang lên là màu tím Huế. Màu em mặc là mấy chị chốt cho em là màu xanh bơ giống chị nha. Màu xanh bơ. Rồi màu tím Huế cho em nè. Màu tím Huế kèm size cho em từ size số 1 tới size số 5 ha. Màu tím Huế, có màu tím Huế. Em lên một lượt hết màu em sẽ mặc từng cái mọi người xem cho mấy chị nha. Hello chị Thúy Hằng. Mấy chị ơi, chị nào mà có chia sẻ like bên nhóm hội MC á, mấy chị comment chữ đã chia sẻ cho nhiều em nha, là em sẽ tặng phiếu. Chị Tâm Vũ, em chưa thấy mình hiện cái logo người chia sẻ nha chị. Màu đen ok chị. Rồi màu này mấy chị lên nhiều em là màu xanh bích cực đẹp luôn mấy chị ơi. Màu xanh bích quá sang luôn. Có quần ống nhỏ và quần ống rộng. Quần ống nhỏ đây chị, quần nhỏ 55.000 một quần, quần ống rộng 60.000 một quần nhìn em nha. Quần ống nhỏ là kiểu nó như giống như quần đồ bộ vậy mấy chị. Cứ có hai túi. Còn quần ống rộng em mặc là nó có một túi nha. Đây đó, quần ống rộng em mặc là có một túi. Quần ống rộng em chị mặc với áo dài cũng được. Dạ không có sai 90kg là chị Thanh Hằng ơi. Rồi đã chia sẻ tặng phiếu cho chị Thúy Hằng nha. Chị Thúy Hằng nè. Rồi chị Thúy Hằng có phiếu nha. 70 tuổi mặc được chị. 70 tuổi thì mình chọn cái màu tối tối giùm em là được. 70 tuổi chọn cái màu tối tối ha. Rồi em tặng phiếu cho chị Nga Lê nè. Chị Nga Lê, chị nào chia sẻ like cứ comment lên tặng phiếu rồi bốc thăm tặng luôn nha mấy chị. Rồi chị Kim Hằng mở hàng cho em cái vàng một ha, ok chị Kim Hằng nha. Tặng phiếu chị Nga Lê rồi, em tặng phiếu cho chị An Hà. Chị An Hà tiếp tục đi mọi người. Tặng một áo và ba như em đang mặc nha chị. Một áo và ba như em đang mặc 85.000, trị giá 85.000 thôi mọi người ha. Rồi có ai chia sẻ like nữa không mấy chị? Tặng áo bà ba chị hôm nay án. Hôm nay bán đồ bà ba thì tặng đồ bà ba. Đây quần ống nhỏ, chị nào hỏi em quần ống nhỏ này. Quần ống nhỏ thì 55.000 một quần. Còn quần ống rộng em mặc là 60.000 một quần nha. Rồi lên tiếp màu cho em. Màu xanh bích. Màu xanh bích mọi người không? Màu xanh bích cho em nè. Đây chị 70 tuổi mặc màu đen hoặc là màu này cho em nè. Hoặc là màu tím cũng đẹp đó, màu tím Huế. Màu này lên giùm em là màu măng cụt cho em nha mọi người ơi. Màu vỏ trái măng cụt nó đậm 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 đen đen đó. Rồi chị là chốt màu này lên cho em vỏ măng cụt nha. Màu măng cụt nha. Màu măng cụt giùm em. 85.000 một áo, 145.000 một bộ. 3 áo hoặc 2 bộ là miễn ship nha mọi người. Rồi em có màu hồng nè. Vàng một em chốt chị Kim Hằng. Rồi em mặc thử bộ màu đen ok chị Trần Thắm nha. Em sẽ lên thử bộ màu đen này nha. Rồi màu này lên màu hồng cho em mấy chị. Màu hồng, chỉ nào chốt hồng lên mã hồng cho em đứng là mọi người. Cái này là hoa thiêu trực tiếp lên áo, cho nên cái bảng hoa thiêu bên này mấy chị nhìn có vẻ nó hơi bị cứng cứng, là do người ta lót một cái lớp giấy dày ở trong đây để người ta thiêu lên. Về mấy chị giặt nó vung cái lớp giấy này ra
sẽ mềm xuống như phía này cho em nha. Đó, và ta phải lót lên ta mới thêu được. Rồi màu hồng, chị làm màu hồng cho em, hồng màu đen đây, em lên màu đen nha. Chấm tay mọi người ơi, đúng rồi chị Nguyễn Nguyễn. À, lúc giả chị, bây giờ bà ba mà may sẵn này là lúc giả không à, chỉ có mấy chị tự đi may theo cái ý của mình á thì mấy chị cài lúc thật, còn cái này là lúc của chồng lúc giả cho em thôi nha. Chị màu đen cho bà. Chị Nga Lê ơi, chị chờ bốc thăm tặng quà hay là mình chốt luôn chị? Mình chờ bốc thăm tặng quà hay là chốt luôn? Tại vì tặng quà thì không phải là chị nào chia sẻ cũng tặng, mà là em bốc thăm chúng tên ai thì người đó sẽ được tặng nha mọi người. Tức là chỉ có tặng cho một chị nào may mắn nhất trên cái live ngày hôm nay thôi nha. Giờ màu đen nè, giờ là thích màu đen, chốt màu đen liền giùm em nha. Màu đen lúc nào nó cũng hết trước hết đó mấy chị. Rồi nguyên bộ đen, cho là chốt đen lên trên mã đen kèm size. Đen kèm size cho em nha. Em 44kg, cao 1m55 mọi người thôi. Em đang mặc là size số 1. Rồi chứ là chốt đen lên đen đi. Đẹp quá trời. Lên cho em mã đen nha. Tiếp tục chia sẻ đi mấy chị. Chị Hình Lê ơi, để em coi khách xem như thế nào để chị. Rồi em thấy lên chia sẻ của chị Tâm Vũ nè. Em tặng thiếu chị Tâm Vũ nha. Nếu mà lượt khách có ít lắm, em like hết thời gian thì em qua đồ si cho, còn không thì em chỉ like bà ba với đồ bộ thôi. Tại vì hôm nay có like hàng sale nữa mấy chị. Rồi chị Tâm Vũ, 85.000 một áo. Cái này có bán áo lẻ nha mấy chị, 145.000 một bộ giùm em nha. Chị nào chốt từ 3 áo 2 bộ là miễn ship luôn mọi người thôi. Rồi đây, màu đen, chị nào chốt đen lên trên mã đen. Đen kèm size cho em ha. Đen 4 em chốt chị Minh Nguyệt Nguyễn. Chị Minh Nguyệt Nguyễn lên số điện thoại giùm em nha. Rồi chốt đen ơi, chốt đen lên đi mấy chị. Chị Nga Lê ơi, có chốt đen thì chốt luôn nha, chứ em sợ hết. Tại vì màu đen nó ít. Rồi đen 4 em chốt chị Minh Nguyệt Nguyễn. Cực kỳ tốt, thấm hút mồ hôi cho em nha.
chấm like lên giùm em biết không.
chốt thì Minh Nguyệt Nguyễn. Tím cà cho em nha, rồi chốt tím cà lên giùm em màu tím cà. Tím cà kèm size 1, 2, 3, 4, 5, em lên màu này là màu tím Huế. Màu tím Huế nó đậm hơn chị ha. Tím Huế kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nè. Chốt tím Huế lên trên mạng tím Huế. Giá 85.000 một áo, 145.000 một bộ ha mấy chị. 3 áo 2 bộ là miễn ship luôn nha mọi người ha. Rồi chị nào chốt này lên giùm em là tím Huế. Tím Huế kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Tím Huế kèm size 1, 2, 3, 4, 5 cho em nha. Chấm like mọi người ơi, được bao nhiêu lượt chia sẻ cho em rồi mấy chị. Nó không hiện được chia sẻ cho ta. Rồi lên cho em là màu tím Huế. Ủa sao bên giống chợ mấy chị chấm lên giùm em cái, mấy chị em hết thấy mình men luôn à. Tím Huế kèm size 1, 2, 3, 4, 5 chốt giùm em tím Huế. Em lên màu hồng nha. Màu hồng cho em à, màu vàng đợi em một xíu. Rồi màu hồng đây mấy chị ha. Chốt hồng lên cho em mã hồng. Bộ một màu đợi em xíu thân liền nha. Rồi hồng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 dùm em. Hồng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên trên mã hồng cho chị thôi. Hồng size 1, 2, 3, 4, 5. Cao 1m60, eo 82. Bao nhiêu ký chị Khánh Thịnh? Bao nhiêu ký chị? Rồi chốt hồng lên trên mã hồng. Hồng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên dưới em màu hồng, em lên màu vàng nha. Màu vàng đây. Hello chị Tý nha. Nãy giờ mới thấy cái hồng đen của chị nó hiện lên. Rồi chị nào chốt vàng lên trên mã vàng nè. Vàng kèm size. Cái này là chắc nó co giãn mạnh nha mấy chị. Nên là mấy chị đừng có canh size theo mà đồ kiểu đồ kiểu áo kiểu đầm đồ này kia, là cái chất nhiều khi nó không co giãn. Rồi mấy chị mặc số size L bên đó qua đây, mấy chị lấy size số 3 là size nha, là size. Cái này em canh theo là size của quần ra là nó khác, tại vì nó co giãn mạnh. Bao nhiêu ký thì chị Khánh Thịnh ơi. Rồi chốt cho em vàng. Vàng kèm size giùm em nha. Màu vàng hơi thì đẹp luôn. Vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 cho em. Vàng một em chốt cho chị Kim Hà. Vàng một chốt chị Kim Hà. Lên tiếp cho em màu băng cục nha mấy chị. Màu băng cục giùm em nha. Chị nào lớn lớn tuổi lấy cái nào thích màu tối lấy màu này. Rồi màu này tên nó là màu măng cục cho em mấy chị ha. Chứ nào chốt măng cục lên cho em mã măng cục. Măng cục kèm size giùm em. Bà 75 tuổi hả chị? Nhưng mà bao nhiêu ký em mới biết là em lấy chứ. 75 tuổi mà eo 82 thì mặc size số 5 cho em. Tại size số 5 là to nhất rồi. Size số 5 là tới 72-73 ký đó. Như vậy thì chị cứ lấy size số 5 giùm em nha. Rồi lên cho em màu này là màu măng cục mọi người ha. Màu măng cục cho em nha. Màu măng cục kèm size. Chấm like mấy chị tương tác lên giùm em nè. Mấy chị tương tác kém quá. Chị Minh Tuyết ơi, hồi nãy em hỏi chị em trả lời em chưa có chốt nha. Em nói là màu đen mà mẫu em mặc là hết, size số 4. Em
còn cái kiểu đen đính đá thì có size 4 chị cứ ok thì chị ok lên giùm em, còn không thì chị chọn màu khác. Còn cái màu mà tím cà, màu tím á, chị lấy tím cà hay tím huế để em biết em lấy, chứ thôi lấy nó sai nữa. Giờ lên thì em màu măng cụt, màu măng cụt giúp em chờ chị Thúy nha. Rồi lên tiếp nha, màu này là màu xanh cobalt nha mấy chị. Màu xanh cobalt có áo bà ba bông, áo bà ba bông 80 ngàn áo giúp em. Rồi xanh cobalt cho em nè, cái mẫu em đang lên là 85 ngàn nha mấy chị ha. Xanh cobalt giúp em nha. Rồi chỉ là chốt cobalt lên giùm em, mã cobalt xanh cobalt kèm size 1, 2, 3, 4, 5, chốt giùm em xanh cobalt. Đây chị 75 tuổi lấy màu xanh này hoặc là màu màu đen hoặc là màu măng cụt giùm em nha. Chị Khánh Thịnh, chị lấy màu tím quần ống rộng ok chị, màu tím Huế là màu măng cụt size số 5 nha chị. Rồi tím Huế măng cụt size 5 quần ống rộng đi chốt chị Khánh Thịnh. Chị Khánh Thịnh lên giùm em số điện thoại nha, inbox qua giùm em luôn nha, inbox qua Messenger giùm em luôn. Xíu mấy chị ơi, nó không hiện comment nữa rồi. Dạo này like nó cực lắm này chị, không có thấy hiện comment gì hết trơn. Đứng luôn rồi. Chấm like giùm em mấy chị, đứng luôn rồi mọi người. Tiếp đi mọi người, mới có 70 mấy lượt chia sẻ à, lên cho em 100 lượt em bóc thăm luôn nha. Rồi lên lại lượt màu nữa, em qua mẫu nha mọi người, em qua mẫu nguyên bộ áo dưới quần cùng màu nha. Mẫu đó thì 150, nhưng mà em nay em bán cho mấy chị giá sale là 140, cũng hai bộ em miễn ship luôn ha, cũng hai bộ miễn ship luôn. Rồi lên cho em nè, màu em mặc là xanh cobalt, xanh cobalt ha. Màu này lên nhìn em là màu măng cụt, màu măng cụt nhìn em nha. Màu này lên cho em là màu xanh bơ, màu xanh bơ cho em mấy chị ha, màu xanh bơ cho em nè, màu xanh mơ. Màu này lên cho em là màu đỏ, 85 ngàn một áo, mẫu em đang lên. Chấm like nha em chị, ba áo hoặc hai bộ là miễn ship. Rồi màu đỏ giúp em mọi người nha, màu đỏ. Màu này lên cho em là màu hồng, màu hồng giúp em ha. Rồi ai chốt hồng lên cho em mã hồng. Lên tiếp cho em màu tím Huế, rồi màu tím Huế cho em nè các chị, tím Huế thêm em kèm xa nha, tím Huế. Lên cho em tiếp là màu tím cà. Chấm like tiếp bác đi mọi người ơi, màu tím cà cho em. Dạ em không có vải gấm nha chị Dung Thanh ơi, chỉ có vải thiêu mà chị, áo quên vải thun mà chị. Vải gấm nó giá cao lắm, với lại cái chất nó không co giãn, nó khó canh size, bán online canh size rất là khó.
Rồi màu tím cà nha mấy chị nha, màu đó là màu tím cà giùm em. Cà rốt
Size 2, size 4, size 5 chốt cho em bộ đen. Bộ đen giùm em nha. Rồi màu này là màu xanh đen cho em đó chị. Màu xanh đen. Đây, màu xanh đen, màu xanh than á. Mấy chị nhìn không kỹ, nó kiểu nó là màu đen nha. Bộ màu đen nó sọc, nó đen thui à. Rồi cái này lên cho em là màu xanh than. Màu xanh than giùm em mọi người ha. Chốt xanh than lên cho em, mã xanh than. Xanh than cho em. Áo cà rốt 65kg chị Minh Nguyệt Nguyễn. Áo cà rốt, cái bộ cà rốt đó là nguyên bộ chị, cái nguyên bộ là em không có bán áo lẻ. Cái nào mà áo với quần cùng màu vậy mà mấy chị mua cái áo còn cái quần rồi đâu có bán được. Cái này là bán nguyên bộ nha chị ơi. Bán nguyên bộ xong chị mua nguyên bộ về chị thích chị mặc nguyên bộ, chị không thích thì chị mua thêm cái quần đen nữa. Chị phối cái áo đó với quần đen cũng đẹp. Chứ không có bán áo lẻ mẫu này nha chị. Không có bán áo lẻ mẫu này ha. Tại vì cái này nguyên bộ. Cái bộ cà rốt đẹp lắm, để em lên thử bộ cà rốt lấy nguyên bộ đi chị. Chứ này em đâu bán áo lẻ đâu. Em lên bộ cà rốt nè. Này mấy chị mua cái áo còn quần sao bán được. Mua cái quần cái áo mà bán được. Thank you.
quay em coi cam đất xe 4 còn. Rồi màu đen nè, em còn cái số 5, 50 ngàn chỉ là chốt
73 75 kg thì chiều cao nha mọi người. Bữa trước chị lấy size 3 thì bây giờ lấy size 4 nha chị Khánh Thịnh. Giờ lấy size 4 cho em nha. Bộ đen giá 140 nha chị Vani ơi. Rồi cái này là 50.000 cho em, là chị nào chốt đen size 5 lên thì em mã đen size số 5. Ồ, đen em còn cái này size số 2 nè. Đen này 50.000 cho em luôn. Vậy là đen em còn một cái số 2, một cái số 5 mấy chị ha. Rồi đen em còn một cái số 2, cái số 5. 50.000. Quá là rẻ luôn mọi người. Đỏ đô 2 chị chốt em rồi nha, chị chụp màn hình lại rồi ba chị sợ. Tại đỏ đô thì còn nhiều. Rồi màu hồng cho em size 234. Màu hồng size 234 50.000 giùm em nè. Màu hồng size 234. Sao nó đứng không à ta? Mấy chị bên hội hàng si còn thấy em không mọi người? Nhưng mà mấy chị lưu ý giùm em á là chị nào mà chốt hàng sale không là em không có tính miễn ship nha mấy chị. Chỉ tính miễn ship với áo giá bán thôi, không có tính số lượng hàng sale đó giùm em nha. Sao nó đen thui mà quay vòng vòng luôn mọi người, hết thấy gì luôn. Chị bên hội hàng si chấm lên giùm em cái thử mấy chị đẹp, em hết thấy giùm em luôn rồi mấy chị. Mét 55 52 kg mặc size số 2 giùm em nha chị. Chị Vario mặc size số 2 giùm em. Rồi hồng cho em size 234. Chưa chị Mai Thanh đứng, chị em chưa gửi luôn á. Đang chị chốt đi mai em gửi. Cái gì hồng size 234 giùm em nha. Rồi màu này, mẫu này màu tím than giùm em còn một cái số 2, một cái số 3. Bông thiêu mẫu khác nè, màu tím than size 2 size 3 cho em 50.000 một áo. Màu tím than em còn cái số 2, cái số 3 mọi người nha. Tím than cho em size 2 size 3. Tím than size 2 size 3. Rồi màu xanh ngọc cho em size số 3. Màu xanh ngọc size số 3 giùm em nha. Màu xanh ngọc size số 3. Màu đỏ tươi giùm em. Không, cái này không phải đỏ tươi mà là đỏ ớt. Màu đỏ ớt em còn size 234. Chị nào chốt đỏ ớt lên cho em mã đỏ ớt 50.000. Đỏ ớt size 234 giùm em. Đỏ ớt size 234. Ok chị Mai Thanh nha, chốt đi ngày nay em gửi. Xanh ngọc 3, tím than 3. Để chị coi tím than 3 còn không nha. Hết tím than 3 em ơi, xanh ngọc 3. Rồi xanh ngọc 3 chốt cà phê đậm. Xanh ngọc 3 chốt cà phê đậm. Chị một bộ đen 4 cho chị Khánh Thịnh. Đen 4 em chốt chị Khánh Thịnh. Hello chị Hiền Nguyễn, lâu quá chờ luôn. Hello chị Hiền Nguyễn, rồi lên tiếp với chị. Màu này mấy chị lên giùm em là màu mua màu đen em còn cái này size số 1. Vậy là màu đen em còn size 1, size 2, size 5.
hàng sale màu đen em còn size 1, size 2, size 5 50 ngàn với chị ha. Size 1, size 2, size 5 màu đen. Rồi lên cho em màu này. Màu vàng nghệ giùm em ha. Màu vàng nghệ em còn size 2, size 4. Màu vàng nghệ em còn size 2, size 4 thì là chốt vàng nghệ lên vàng nghệ giúp em nha. Vàng nghệ size 2, size 4. Xanh ngọc 2 hả em, hình như xanh ngọc 2 hết. Xanh ngọc còn cái số 3 hả. Vàng nghệ giùm em size 2, size 4 mấy chị. Vàng nghệ size 2, size 4. Vàng nghệ size 2, size 4. Màu cao khô cho em hả, màu nâu nè mấy chị nè. Màu nâu em còn cái này size số 1. Chỉ là chốt nâu 1 lên mã nâu 1 giúp em nha. Nâu 1. Nâu 1. Rồi hai cái với hai máy lên là nó. Vàng nghệ 2, đen 5 em chốt chị Mai Thanh. Vàng nghệ 2 chốt KT Đặng. Em mặc là mẫu mới đúng rồi chị Hiền. Dạ em không có 4D thì quét kim. Đen 5 em chốt cho chị Mai Thanh. Thank you.
có giá 85.000 mà còn lẻ thì em sale cái này là 70. Rồi chị nào chốt áo xanh ngọc đính đá em còn size 234. Áo xanh ngọc nha 70.000. Rồi, đây. Màu xanh ngọc cho em nha, cái này là đính đá. 70.000. Giá bán 85 sale còn 70. Em còn size 2, size 3, size 4. Chị nào chốt lên cho em là áo xanh ngọc size 234 nha em nha. Bông đỏ chốt ra tươi đặc.
mẫu đứng đá nha mấy chị. À đây, số 4 em còn một cái áo đen nè, size số 4 50.000, chị nào chốt đen 4 cho em mã đen 4 50.000 cho em nha. Đen 4 cho em 50.000. Đen 4 50.000 giùm em. Rồi màu xanh cobra đính đá cho em nha. Xanh cobra đính đá em còn size 2 3 4. 70.000 giùm em xanh cobra nha. Chị nào chốt xanh cobra lên giùm em xanh cobra size 2 3 4 70.000. Xanh coban 234 70.000 giùm em. Rồi xanh lá size số 2 cho em nè. Xanh lá size số 2. Màu này lên cho em là màu màu tím than đó chị ha. Màu tím than cho em size 2 size 3. Màu tím than size 2 size 3 đó hàng sale. Màu này lên cho em là màu cam. Size 3 4 5. Màu cam sữa size 345, cái mẫu này thì tại là 85 sale còn 70. Đen 4 ok chị Minh Nguyệt Nguyễn. Đen 4 trước chị Minh Nguyệt Nguyễn. Em còn size 2, size 3 mấy chị nha. Cô Ban còn size 2, size 3. Bộ đen chiếm Huế thì chị lấy qua số 2 đi chị. Số 1 chị mặc ôm, số 2 chị mặc nó thoải mái hơn xíu. Size 2, size 4 70.000 nữa cho em mã tím sen size 2, size 4. Tím sen size 2, size 4 nha em nha. Tím sen size 2, size 4.
em size số 2 50 ngàn nhìn em. Rồi quá à, rồi có còn cái màu vàng size số 2 nè, miếng đá đẹp nè, chị nào lấy vàng 2 cho em mã vàng 2. Vàng 2 giùm em ha, vàng size số 2 70 ngàn cho em nè. Vàng size số 2 70 ngàn. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Lên xả cho mấy chị bộ này. Đen tiếng Huế lấy số 2 thì em có nha chị. Xe 4 50 ngàn là nãy chị còn là đỏ đô lấy rồi đúng không? Đỏ đô, vàng nghệ, vàng chanh, đỏ ớt, màu hồng hết. Bà ba bông em mặc là 80 ngàn áo. Rồi bà ba bông em mặc nha, chị nào chốt bông trắng là gì em bông trắng kèm size, bông trắng kèm size cho em ha. 1 2 3 4 5 cho em mã bông trắng. Rồi bông này lên trên mã bông đỏ chị, 80 ngàn một áo, 3 áo mình ship, 3 áo hoặc là 2 bộ mình ship nha. Rồi bông đỏ giùm em nè. Bông này lên trên mã bông xanh. Bông xanh đó chị ha. Chất, chất hơi bị đẹp, bông xanh. Cái này cũng đẹp nè mọi người. Cái này mấy chị lên giùm em là mã màu nha, nó họ tiếp nhiều màu. Em lên cái mã màu này đẹp nè. Vì sợ chặt thôi mấy chị, còn bà ba rộng mấy chị chích ben vô giống như áo dài vậy, chích ben vô là mặc ok. Như em là em mặc số 1 rộng, em thích ôm thì chích ben vô là mặc được đó. Cho nên là chị radio đó, mình chốt số 2 cho em đó thì có rộng áo thì mình bóp eo lại giùm em nè, màu tím Huế nguyên bộ. Còn size số 1 luôn nè. Đây nha, bộ tím Huế còn size 1 ha. Rồi bộ tím Huế em còn size 1, 2, 3, 4, 5 luôn đó chị ha. Chị nào chốt tím Huế hay tím Huế thì em nha. Bộ này 1.4. Bộ tím Huế size 1, 2, 3, 4, 5. Chị Khánh Thịnh chị radio lên giùm em, à, inbox qua giùm em nha.
radio unbox qua cho em với. Rồi áo em mặc chốt cho em mã màu mọi người nha, mã màu giúp em. Mã màu kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Cái này lên cho em trời đẹp chưa, chị lên cho em mã bông tím nha. Bông tím kèm size giùm em nè. Bông tím kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi cái bông tím quá xuất sắc luôn. Giờ chốt bông tím cho em mã bông tím.
sai giùm em chị ha. 1 2 3 4 5 lên cho em mã bông tím. Lên cái bông này nó đẹp nè. Chốt bông vàng giùm em ha. Rồi bông vàng đẹp chưa? Chị nào chốt bông vàng lên cho em mã bông vàng. Bông vàng em đang mặc là size số 2. Bông vàng em còn size 2, 3, 4, 5. Bông vàng size 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Hết size 1. Bông vàng size 2, 3, 4, 5 cho em đó chị nha. Cái này chốt bông vàng lên trên mã bông vàng. Bông vàng size 2, 3, 4, 5. Quá đẹp luôn. Lên mã bông vàng đi em nha. Đó, trăm đắt vàng nhà size 3 ok em nha. Mai chị chốt. Rồi bông vàng cho em với chị. Bông vàng size 2, 3, 4, 5 chốt trên mã bông vàng. Áo này lên giùm em mã đỏ đô mọi người nha. Chốt bông đỏ đô cho em. Bông đỏ đô kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Bông đỏ đô size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Rồi chỉ là chốt bông đỏ đô lên giùm em mã bông đỏ đô. Đỏ đô, đỏ đô. Bông trắng còn size 5 đó, chị Mai Thanh lấy size 5 cũng được. Trời có rộng bút em lại giúp em xíu. Rồi chốt cho em mã đỏ đô mọi người. Đẹp chưa? Đỏ đô nha. Đỏ đô 1, 2, 3, 4, 5. Bông này lên cho em mã xanh hồng nha mấy chị. Mã xanh hồng giùm em. Rồi lên cho em mã xanh hồng, nền xanh dương lên cái bông màu hồng quá đẹp luôn mấy chị. Chốt cho em mã xanh hồng. Xanh hồng giúp em nha. Ở hôm nay em, tại vì em cục thấp nên nhìn tóc em dài, bình thường cục cao thì nó tới đây. Có gì để ý ghê luôn á, hôm nay cục tóc kiểu khác khá xíu. Xanh em lên là cái xanh hồng, còn cái này là cái xanh này cũng hồng mà lên cái mã hoa hồng cho em. Cái này chốt cho em mã hoa hồng nha. Mã hoa hồng thì em hai cái nền thì nó giống nhau mà nó chỉ khác họa tiết bông trên áo thôi đó. Cái em mặc là hoa loa kèn hay sao á, cái này chốt mã hoa hồng giùm em nha, cùng màu luôn á. Hoa hồng cho em size 2345. Hoa hồng size 2345 rồi em lên cái màu đỏ. Thank you.
xanh bích nha mấy chị. Rồi chốt cho em mã xanh bích nè. Xanh bích cho em size 2, 3, 4, 5. Tên cho em màu xanh bích. Đẹp chưa? Size 2, 3, 4, 5 chốt mã xanh bích giùm em nha. Về mấy chị tự cắt chỉ ha. Cắt chỉ cho nó bung cái áo ra. Em cắt đi. Xanh bích giùm em size 2, 3, 4, 5 mấy chị. Mẫu em đang lên 80 ngàn một áo mọi người nha. 3 áo hoặc 2 bộ miễn ship. Em xem lại hoa trắng ok em. Xanh bông ho lo kèm size chị Thu Xuân là size số mấy ta? Size số 5. Chị Thu Xuân là size số 4 hay size số 5 chị? Hồi trước chị lấy size mấy? À rồi ok em cho tay đặt nha. Em biết rồi chị Thu Xuân mà lên giùm em là size. Chị lên giùm em size rồi hoa trắng em nè. Cái hoa trắng đẹp lắm. Thôi mấy cái hoa trắng đi. Hoa trắng là nền xanh đen lên cái hoa màu trắng. Đó. Nền xanh đen lên hoa trắng. Bay của em bị gì vậy trời? Sao nè, sao nè, sao để biết đường em mò rồi mấy bà ơi. Xỉu ấy. Xe lại giùm em nha. Trên vải chị mang có 100.000 nè, sale còn có 100.000 mà hết S rồi, còn ML với XL thôi, hết S rồi nha bé. Chị gửi vòng em chưa? Gửi rồi nha Phương ơi. Gửi rồi nha. Rồi ráng vô tương tác lại giùm em nè. Mọi người ráng tương tác lại giùm em nha mấy chị ơi. Em ơi tặng quà thì vô inbox nha em. Tặng quà được inbox đúng không? Lên hỏi trên like nha. Vô inbox đi. Quà gì thì vô chụp lại màn hình gửi inbox không chị nha. Bay của em bị gì không? Trên váy đang mặc size M cho trong khoảng 100.000 này. Bay bay cái gì vậy trời? Rồi vô chia sẻ tương tác giùm em đi mấy chị. Vô chia sẻ tương tác giùm em nha. Hello Thanh Thanh. Rồi vô tương tác giùm em đi mấy chị ơi, vô tương tác giùm em đi. Có bao nhiêu lượt chia sẻ để em ơi, tập trung đi nào. Ráng vô tương tác giùm em đi mọi người. Sao mà like quần áo như cứ 3 mấy 4 mấy gì xỉu quá. Ai bông muốn nói em ọp nghỉ tép luôn đó mọi người. Ráng tương tác đi, đưa đưa lại đi.
cái túi của chị coi nè. Đưa lại cái túi. Nè, em tặng cái túi này không đồng cho mấy chị trước nha. Bay kiểu gì vậy trời? XL hả? Trên váy XL là tầm dao động dung từ 65kg rồi xuống. Nếu mà trên váy XL là dưới 65kg, 58, 59 đến 65kg. Đây nha mọi người nhá, cái này là cái túi em tặng cho mọi người này. Đó, với giá là không đồng, túi này thì em không có bán, túi này là túi của em á. Trên cho em 300 để bấm cho mọi người nhá. À em sẽ thống kê, em không có bấm ở trên này tại cái túi đó giá trị lớn cho nên em sẽ thống kê bằng lượt xe. Em sẽ công bố ở trên live luôn. Đủ 300 lượt xe là em sẽ công bố, tại vì ở đây đang có thống kê lượt xe rồi này. Đây. Em sẽ thống kê lượt xe cho mấy chị ở đây. Hiện tại thì em chưa công bố nữa nha, mới tại vì có trăm mấy. Hiện tại thì Lê Thị Lan Nhi đang là được tặng túi, ví dụ như là đang được tặng túi đó, nhưng mà chưa nha mọi người nha, tại vì đủ 300 thì em mới thống kê lại. Đủ 300 lượt xe em sẽ thống kê ở đây nè mấy chị. Chủ yếu là chia sẻ cho hội nhóm thôi nha. Trang cá nhân mấy chị chia sẻ chi nhiều vậy? Ai thấy ai cũng chia sẻ trang cá nhân quá trời luôn, đâu có ai vô hội nhóm đâu. Chứ phải là Lan Nhi được tặng túi đâu nha. Nghe rõ Dung, Dung là đủ 300 lượt chia sẻ thì Dung mới thống kê lại nha mọi người nha. Đó, tại vì bây giờ hệ thống nó cho thống kê lượt chia sẻ rồi. Em nhận được hàng rồi, giao cũng nhanh nữa rồi. Áo khoác em khui bom ra có một cái tặng mấy chị 39.000 luôn. Ghi cho em là khoác 39k. Màu đỏ rượu rất là đẹp. Bấy bị gì ấy, chả hiểu luôn, bị cái kiểu gì luôn á. Trời ơi, cái này thì nghỉ chứ like gì cho nó cực. Rồi ghi dùm em nha. Cờ áo dùm em nha mọi người nha. Áo 39k dùm em. Áo 39k dùm em nha mọi người. Comment giúp em là áo 39k. Mọi người nhớ giùm em nè. Em đã nói mọi người rất là rõ rồi. Mọi người chủ yếu chia sẻ vào hội nhóm thôi. Ở đây em thấy ai cũng bấm vô trang cá nhân 30-40 lần hết á. Cái thống kê đó là em không có thống kê vô trang cá nhân đâu mấy chị. Bấm cho đã vài hôm trước tặng nhận. Bà kia chia sẻ vô trang cá nhân 238 lần. Tổng lượt chia sẻ vô trang cá nhân tới 200 mấy lần. Mà lượt chia sẻ vô hội nhóm có 4 cái. Làm sao mà em tặng được? Chia sẻ vô trang cá nhân là em bị báo sam luôn. Có nghĩa là hở mấy chị làm cái gì lên trang cá nhân, kể cả mấy chị livestream nhiều trên trang cá nhân mấy chị cũng bị chặn luôn á, bởi vì trang cá nhân nó bị hạn chế. Mọi người mà chia sẻ cho trang cá nhân nhiều là em không có chấp nhận đâu nha, cứ đè chia sẻ lên trang cá nhân không biết để làm gì luôn á mấy bà. Chia sẻ cho trang cá nhân em mà chia sẻ là ví dụ như mà chia sẻ tặng quà, em chỉ cần chia sẻ một lần lên trang cá nhân thôi, vô trang cá nhân nhiều mình cũng giống như kiểu bị phiền đó mọi người. Trang cá nhân của mình là để hoạt động cá nhân mà, mọi người chia sẻ chi nhiều vậy? Ôi Thủy Ngô này khách quen mà, khách quen gì mà cứ hoàn về rồi xong rồi kêu gửi lại rồi gọi điện lại chả nghe máy gì hết chứ. Là 2-3 đơn lận á, cho vô danh sách bom nhiều đơn đi. Rồi ghi giùm em nhá, rồi để em thống kê lại lượt chia sẻ một lần nữa. Chưa mấy chị ơi, đủ bao nhiêu lượt chia sẻ đấy em ơi? Chưa, mới có bài nhiều nhất mới có 18 lượt chia sẻ cho hội nhóm à. Em xíu nha. Rồi áo khoác dùm em nha mọi người nhá. Áo khoác dùm em nha mọi người. Khoác 39. Khoác 39 dùm em nha. Khoác 39 cho chị Đình Vũ này. Rồi tiếp tục hai áo này. Áo này không có mà bán hết hàng từ lâu rồi. Áo này là siêu xịn luôn. Đây mấy bà nhé. Túi là em thống kê lượt xe mấy chị, không cần comment đâu. Không cần comment tặng túi đâu. Em thống kê bằng lượt xe chứ em đâu có bấm đâu. Em đâu có bấm phiếu đâu. Em thống kê bằng lượt xe. Trời má ơi, áo này không còn hàng luôn đó mọi người. Áo này là siêu xịn của lòng em luôn. Áo này xịn lắm luôn. Rồi áo dùm em 49.000. Cái này là tặng mấy chị áo này 120 lần. Rồi 49k ghi cho em là áo trắng cao cấp nha mọi người nhé. Trắng cao cấp 49k. Đừng comment tặng túi nữa mấy chị ơi. Em thống kê bằng lượt xe á, em không có bấm ở trên like đâu. Ai chia sẻ nhiều nhất là em tặng cái túi đó nha. Cái túi đó tới 300.000 là thanh lý rồi đó. Và khách bom á. Rồi áo dùm em nha. Cũng là áo luôn, ghi cho em là áo xanh 35. Tặng bom mới chỉ có 35.000 thôi. Ghi cho em là xanh 35. Xanh 35 dùm em nha mọi người. Ủa, cái set này em hết sạch hàng luôn. Về lại lần thứ 7, thứ 8 gì á. Về lại lần thứ 7, thứ 8
áo 35 cho chị Huế cóc tai. Rồi cái set sơ mi này em tặng luôn. Set sơ mi em tặng luôn cho mấy chị. Cái set này là giá 145.000 á. Rồi set sơ mi tặng luôn, có khách bom thôi mấy chị ơi. Cái áo sơ mi mấy chị thấy không, em đã sale 125 rồi. Đó, đây này mấy chị. Là một cái áo sơ mi xịn như thế này, kèm thêm một cái quần xịn sò như thế này, nguyên cả set tặng luôn mấy chị 98.000, có set thôi. Set sơ mi 98k dùm em. Má ơi, em nói trước nha, cái set sơ mi này em bao cho mấy chuẩn hàng 300 mấy luôn á. Nè, nhận hàng có quyền kiểm tra hàng trước khi nhận. Rất là xịn nha, 98.000. Quá xịn sò chưa? Nè, cái áo sơ mi mấy chị mua thấy xịn chưa? Rồi ghi dùm em nha, comment giúp em mã sơ mi 98 dùm em nha mọi người nha. Sơ mi 98 nơ hồng đúng không? Tới nơ hồng đúng không? Thúy Oanh là nơ hồng, ok em nè. Rồi set sơ mi dùm em, set sơ mi comment mọi người ơi, giúp Dung là kèm theo giá tiền. Tại vì cái này là Dung đang tặng mọi người với giá đó, giá lỗ hoặc là bằng giá vốn, nhưng mấy chị phải comment kèm giá tiền, không là nó mới bé nó ghi là set sơ mi đó là giá cũ là 145 á. Tại nó không nhớ em giá em đang sale cho mấy chị đâu, nên là ráng nha. Set sơ mi trong đó còn cái set nào nữa không, ra xả cho hết kho đi chứ bây này like gì nổi, tặng hết luôn. Rồi set sơ mi cho chị Vân Bích 98.000. Con còn cái nào thì em lấy ra, trong kho còn mấy cái sao không biết còn không. Rồi áo dùm em, cho Nhi Kiều một set màu trắng nha. Rồi hết, còn một màu nâu với màu đen hết rồi mấy chị ơi. Còn nâu với đen nè, còn nâu với đen hết rồi đó nè. Hàng cao cấp của em bán 145 á. Kệ nó mấy chị ơi, view nó có đâu có cần nữa đâu, nhiều view không quan trọng nữa rồi mấy chị. Bây giờ Facebook của em á, đâu phải là view 300 mới tặng túi rồi. Ý là em đang thống kê lượt chia sẻ á, chứ không phải là yêu cầu view 300 mới chia sẻ mới tặng đâu mấy chị. Này vô mấy chị giờ mua lựa là lựa toàn hàng lỗ của em này. Rồi ghi giùm em nha, em còn một đen với một nu nữa. Má ơi, 98.000 mấy chị thấy xịn không? Em thề không lời 1.000 đồng trong này luôn. 1.000 đồng cũng không có lời cái set này luôn. Rồi ghi giùm em nha, màu nu đẹp chưa? Rồi ai lấy màu nu với màu đen thì ghi giùm em luôn, tặng luôn với giá là 98.000 luôn. Ghi cho em là nu với đen nha. Nè mấy cái hàng 99, 98 hoặc là ấy thì lẻ là phải cộng lẻ hết nha em ơi, không có cộng chẵn nha. Cộng chẵn hôm bữa khách kêu kìa, chị đã đọc giá lẻ như thế nào, lẻ tiền như thế nào, cộng đúng 99, cộng đúng 99. Nhiều người ta khó khăn á. Nu cho chị Nga Lê, đen cho Diệu Sơn, nu cho Lan Nhi, hello Nữ Nhi, nu cho Dung Nguyễn. Cứ cộng đúng giá tiền đi. Còn nu không? Nó nhiều người khó chịu. 98 hoặc 88 thì em không có nói. Đằng này 99 luôn, nó làm tròn lên 100.000 cũng bắt bẻ. Phải sửa lại thành 99 mới chịu. Thì em biết là đó cũng là đúng á. Cũng là đúng. Mấy chị phàn nàn như vậy cũng là đúng chứ không có sai. Nhưng mà mình đừng khó khăn quá mọi người. Khó khăn quá nhiều khi á hả. Ví dụ như vài chục cái thì nó tính ra tiền, chứ thật sự có cái có 1.000 bạc à. Tại vì mấy bé nó cộng như vậy cho nó đỡ bị rối tiền ship lại á. Ráng giùm em nha. Ví dụ sai thì em cũng biết là ấy, để em dặn lại nhân viên chứ không phải là ấy đâu. Trên váy chị mặc có đen nhưng còn là L với XL thôi. Rồi áo giùm em nha, áo tặng luôn cho mấy chị 35.000 có cái à. Áo 35.000 giùm em nha, áo đen 35.000. Trên váy chị mặc có đen nhưng mà còn là L với XL thôi nhá. Còn L với XL này toàn hàng bông này dễ được. Quần giùm em nha chị ơi, em chưa có rep Facebook đâu chị. Ngày nào chốt đơn thì ngày đó mấy bé mới giải quyết đơn thôi mấy chị ơi. Đây, quần này là tới ở ngoài shop người ta bán tới 280 mấy chị thấy không. Rồi quần có cái à, hai nút giùm em nhá, 169 giùm em. Có cái size M á, nhưng có cái size S với chị ta. Không? Cái này cái tuổi kia hả? Rồi ghi giùm em nhá, có cái size M thôi, quần này quần mắc mọi người. Rồi áo 35 cho bà Tú Hảo, Tú Hảo 35k. Rồi mã này giùm em, comment giúp em nha mọi người. Hôm nay là xả tặng cho mấy chị luôn. Quần này là em không về lại và em không còn quần jean trong nhà. Hôm nay là được mẫu nào thì em sẽ xả mẫu đó cho mấy chị luôn. Tại vì biết sao không, quần jean em không có về nữa. Tại bây giờ xưởng ra quần jean nó mắc lắm mấy chị, toàn là xỉ 180 mấy không à. Giờ
giờ nó ra hàng Tết đó mọi người, cho nên là chi phí với vận chuyển những cái hàng mà cuối năm nó rất là cao và đang bùng dịch lại á. Lấy chân váy chị mặc màu đen size L cho Võ Huyền, nên mấy chị là bữa là năm nay không được săn quần jean bên nhà em nữa rồi. Thật sự năm ngoái là mấy chị săn quần jean một ngày phải 10 mã quần jean đó, năm nay không còn luôn đó mọi người. Tại năm nay mã nó mắc lắm, em khoác kìa. Nên là mấy chị thông cảm giùm em rồi, khoác này còn cái. Nên là săn được cái nào á hở mặc đỡ đi mọi người. Tại quần jean bên em nó rẻ lắm, nó cực kỳ rẻ luôn á. Rồi mã này dùng dung nhá, áo khoác tặng luôn 89.000 có cái à. 89.000 ghi cho em là khoác xám, hôm bữa dành nhau màu xám nè. Hàng nhà em là khác hẳn hàng ở chợ nha mấy chị nhá, thấy xịn không? Len rất là xịn rồi, 89.000 có cái bị bom thôi, em đang xả hàng bom của khách á. Cứ bom vài cái xả hết. Khoác 89.000 dùm em có cái duy nhất, ghi cho em là khoác 89 cho Dung Nguyễn nè. Khác không mơ. Rồi áo này bị khách bom 2 cái. Áo này em tặng luôn. Áo này tặng luôn, bị khách bom 2 cái tặng luôn. Rồi áo dùm em 49.000 luôn. Này áo xịn không? Khoác 89 hết rồi mấy chị ơi. Nè comment giúp em nhá, mã này 49.000 luôn. Áo hàng xịn nhá, khách bom có 2 cái thôi. Áo 49k ghi cho cỡ 2 cái đen này. Đó thấy không? Mấy chị thấy không? Đó. Nè áo này còn ở trong không? Áo này đẹp quá, áo có nút tay dài á. Nè, hai cái đen đẹp qua còn cái nào không, hình như là cái này hết rồi hả? 49 màu. Dung Nguyễn là ở đâu mà chốt nhiều vậy? Dung Nguyễn chưa có địa chỉ luôn nè. Dung Nguyễn ở đâu vậy? Thấy Anna Kim trắng cho Mỹ Tâm Trần, nhớ chốt hai sản phẩm cho em Dung đi hàng. Trắng cho Nhi Kiều, trắng đen cho Hằng Nguyễn Hằng á. Chú Anh hai màu. Dung Nguyễn cho có địa chỉ, Jenny đi tẩm trắng, Jenny đi tẩm ráng là chốt hai sản phẩm nha. Hôm bữa chốt một lần có mấy chục nghìn em đã xả ra rồi đó. Cứ mua hàng có cái là em không có chốt nữa đâu. Ngày nào cũng phải xả ra hết á. Nguyễn Hằng có rồi em ơi, thấy Anna Kim mà. Trắng với đen. Ráng giúp Dung là chốt hai cái thì toàn là vô lửa có cái thì chạy ra, không là mai mốt chúng không chốt đâu, thấy nữa là chúng không chốt đâu. Đen cho Dung Nguyễn nè. Khóa 89 Dung hết. Dung hết. Mấy bà ráng vô giùm em là chốt hai sản phẩm đi. Tại mã tri ân mấy chị chốt có cái đâu có đi hàng được. Có ai đi hàng mấy chục nghìn bao giờ đâu mọi người. Rồi ghi giùm em nhá. Khóa Dung hết. Đen cho Thanh Thảo khách mới nè. Nó chốt hai sản phẩm nha. Nè em bán nè, có quần đùi không chị Dung? Như là tí nữa có chị xả, có xả quần đùi thôi. Nói chung là quần jean là chỉ có hàng xả thôi mấy chị, có hàng mới đâu. Rồi ghi giùm em nhá. Đen với trắng còn á, còn ba cái đen với hai cái trắng này. Còn ba cái đen với hai cái trắng. Thấy Maria tuyết rồi, cái khoác này. Khoác này xịn lắm như mấy chị nha. Huế cóc tai có trắng cho Lâm Huỳnh Như lên địa chỉ Dung Dung này. Trắng cho chị Huế cóc tai. Trắng cho Thanh Thúy Võ. Còn tan mỡ nha Ngọc Ánh ơi. Lâm Huỳnh Như lên số điện thoại địa chỉ. Trời má ơi, cái áo khoác này ai dành nhanh thì được nha. Khoác này em nói trước, hẳn nào dành nhanh thì mới được. Khoác giùm em. Đây. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Đây áo khoác giùm em, cái này hàng xịn nha mấy chị. Rồi xả luôn 95.000 có cái à. 95.000 à, còn cái màu xám với màu nu. Trắng đen cho Lâm Huỳnh Như. Ráng chọn thêm đi mấy chị ơi. Mua hàng có mấy chục nghìn đó, giữ hàng một mớ đó sao em giữ được. Tết nhất tới nơi rồi mọi người. Tháng nữa là Tết rồi đó. Thật sự là mấy chị ăn Noel xong rồi nó Tết ở trong đít luôn mấy chị. Dí ở sau đít mấy bà luôn á. Trời má ơi, cái xám đẹp chưa nè. Xong đứa nào lấy đây? Nó xịt. Má ơi, từ cho tôi cái màu đi, cam với xám hả? Cam cho Kiều Hoa nè. Quán nào cam không em? Cái gì vậy trời, ghi mũi khoác em gì đâu, biết khoác gì đâu. Cam này có một cái à. Xám cho Anna Kim rồi hết. Rồi còn cái hồng. Rồi má ơi, khoác này là đúng hết rồi em ơi. Rồi má ơi, 89.000 nó xịt. 95 nó lộn. Ôi má ơi mấy chị, em thề luôn á. Xịt ha, kinh khủng luôn á.
sáng mở 150 em yêu ơi. Trời ơi mấy má ơi, còn một cái hồng này, một cái nâu đất, nâu đất xám còn cái cho khoác hồng cho Tú Hảo. Xám này còn cái em, xám này đi, xám này đi. Xám cho xám còn đó mấy chị ơi, xám cho Thiên Kim này. Hết hồng luôn. Mùi hồng có cái em mấy chị ơi, tại em xả kho á. Đưa chị lại cái xám, xám ấy. Đưa chị lại cái xám. Xám em còn một cái mấy chị ơi. Xám em còn một cái. Ai lấy xám thì dùm em là xám nha. Xám em còn một cái mấy chị. Nâu đất cho Dung nè. Còn nâu đất không? Cho Trâm một cái. Rồi ghi dùm em nha. Xám em còn một cái. Nâu đất em còn hai cái. Ai lấy lẻ thì chốt lẻ nha. Má ơi nó là len luôn đó mấy chị. Thấy xịn không? Không phải hàng rẻ đâu nha. 95.000 xám với chị Nhã Phúc. Còn cái xám nè, nâu đất rất là đẹp. Còn nâu đất với xanh củ vịt với đen nữa là hết luôn. Hết rồi đó mấy chị ơi. Comment cho em cái màu nha. Bỏ hồng cho Tú Hảo chốt chính xác chị đi Hảo ơi. Khoác hồng bỏ qua cho Trâm Phạm đi. Chốt mà cứ xả đi, đừng xả đơn ấy nàng. Bỏ nâu đất vô Tú Hảo. Nâu đất cho Tư Búc. Huỳnh Như, Nhi Kiều chứ lộ. Rồi hết đúng không? Rồi còn một xám với lại một xanh củ vịt. Với một đen á, nó xịn ghê luôn đó trời. Nè, cái này là xanh củ vịt. Cái này không xịn là thiệt á, trả lại liền cho em nhé. Không phải như mấy cái khoác mà chị mua trước đâu. Hết nâu đất rồi. Tan mở 150 cho Ngọc Ánh. Có nha, Jenny đi tắm thôi, có nha, Jenny đi tắm. Này còn cái đen. Ai? Tư Búc không có nâu đất em ơi, hết mất tiêu rồi. Xanh dương cho Thùy Trâm. Tư Búc đổi lại màu khác đi. Còn xanh không? Hết xanh luôn rồi. Rồi cái này em còn một đen, một xám. Rồi má cái xám xịt, không ai lấy xám, em để xám hết mặt luôn á. Xám còn có cái này. Xám, đen. Xanh dương còn cái nè. Xanh dương còn một cái cho đâu ta, Trâm. Trâm một cái xanh dương, cơ chỉ cái xanh pin kìa. Còn cái xanh pin nữa này. Chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ mới có đơn khéo, không rớt cái điện thoại của chị. Chị để điện thoại trên đấy. Rồi ghi giùm em nhá. Cái này là xanh pin. Xanh pin nha mấy chị. Ai lấy xanh pin thì giùm em nói có 95.000 giáo khoác lên xỉn chưa. Á xỉn muốn xỉu luôn á. Hết xanh dương rồi mấy chị. Em còn một cái xanh min. Cái xanh min lên đây bị dìm ghê á. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi xanh min giùm em nha. Xanh min đen với xám. Cái xám đẹp mà ngoài lấy. Để cái xám này mặc luôn đi. Rồi ghi cho em là xám. Không có đổi mấy chị ơi. Đừng có đổi giùm em. Đổi nó mệt mỏi lắm. Thật sự là đổi cho một người là ai cũng đổi theo. Em không có đổi cho ai hết. Tốt nhất là không có đổi cho ai cho đỡ cực mấy chị nhá. Thông cảm giùm em đi, đổi cho một người rồi cả nguyên cả một đoàn đằng sau cứ đổi lên đổi xuống, nó rối hết cả cái đội hình luôn. Có bao nhiêu tiền đâu mà cứ đổi lên đổi xuống như mấy chị. Đen cho Võ Huyền, đổi cho một người là bao nhiêu người rối theo luôn á. Chỉ có chốt cho Jenny tắm mà, chốt thì mới đọc tên chứ. Rồi ghi giùm em nhá. Cái này là màu đen, màu đen, màu xám, màu xanh min. Chốt kèm màu giùm em nha. Chị Vân Bích là chốt gì? Xanh với xám là gì? Xanh cho Út Đẹp. Xanh với xám là chốt gì? Nãy Vân Bích có màu gì cho em? Mới có xanh thôi chứ thêm xám cho bà này. Nguyễn Thuyền chốt hàng đâu có chốt số điện thoại địa chỉ gì đâu mà chốt em. Rồi comment giúp em là màu nha. Có 95.000 thôi đó mấy chị. Comment giúp em là màu. Màu đen, màu xám với màu xanh. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, ba màu giùm em. Ai lấy thì ghi giùm em nhá, màu đen, màu xanh min với lại là màu xám. Comment giúp em là màu nhá. Đây. Đó, này, xịn không? Cái màu xám siêu đẹp. Màu xám xịn quá. Trời, để 4 năm cái áo khoác rồi đó mà chưa mặc cái áo nào luôn. Đi đâu đâu mặc. Rồi ai lấy nữa ghi giùm em nhá, căm đất còn cái này. Bạn nào lúc này chốt căm đất á, này còn một cái căm đất này mấy chị. Còn duy nhất một cái căm đất thôi. Nâu chứ, nâu nha mọi người nhá. Còn cái nâu duy nhất. Ai lấy nâu thì chốt lại cho Dung là nâu này. Còn có cái nâu thôi. Thì lên một màu mà. Thế lên một lần mà. Đâu có phải là em nói là chỉ có cái đó đâu. Chỉ có màu đâu.
em lên màu liên tục mà tại mọi người thấy mọi người comment lia lịa xong rồi mọi người đổi chứ. Rồi ghi giùm em nhá, màu nào chả đẹp nè, ai lấy thì ghi giùm em. Mà mấy chị đổi được một lần rồi mấy chị cứ đổi hoài, mà đổi là cứ người này đổi rồi người khác vô cũng thấy người kia đổi được đổi rồi mình cũng đổi theo là nó loạn hết. Thành thử ra là em không đổi cho ai hết thì nó sẽ ok hơn, cứ đổi thấy người trước được đổi, ừ chứ bà đó được đổi chắc mình cũng được đổi, mình đổi đi, không lẽ đổi với người kia mà không đổi cho mình, nó là cực như vậy luôn á. Rồi ghi giùm em nhá, nâu giùm em, ai lấy nâu thì ghi giùm em là nâu nhá mọi người, nâu nâu. Rồi cái này ghi giùm em mã này, Hà Lê nào đây, như nãy Hà Lê, Hà Lê, Hà Lê đuôi 193 nè, Hà Lê đơn không nghe máy nè, Hà Lê đặt chân váy màu không còn xe S em ơi, nâu đất cho Nguyễn Thuyền, bà Hà Lê đuôi 193 đang coi live ở đây luôn nè, đơn hàng không nghe máy ngày mùng 4 tháng 12 mới đây nè, đơn hàng không nghe máy nè, vô danh sách không nghe máy luôn rồi nè, mua hàng sao không nghe máy vậy nào, vô comment ở đây mà mua hàng thì lại không nghe máy, toàn là mấy chị như thế này thì chết dở luôn á. Giờ có lấy nó không để biết nè, đấy đi cọc nha, mua lần nào cọc lần đó giùm tôi nha, mua hàng gì mấy má toàn comment cho vui không à. Mới gọi hồi nãy hả, nãy ai gọi Hà Lê nghe máy hả, em gọi lại hai cuộc không được. Khách có gọi lại cuộc gọi nhỡ á. Rồi ghi giùm em nha. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Đơn hàng của Nhi Kiều đang bên kia, nó không có nhận đơn em ơi. Đơn hàng của Nhi Kiều đang ở đây nhà chị này phải không? Cục đen đó đúng không? Bên em GMT nó không có đi ship, lý do là bị gì vậy chồng? Đơn của Nhi Kiều á là lý do xong ship vậy được vậy. Đây nè, cái đơn hàng hoàn về nhà đây rồi nè. Cái cục đen đó đó, nằm trong vùng dịch hay sao vậy? À, không có gọi đó, cái vùng nó không có chuyển hàng nữa đó. Qua đi mới gọi mà. Rồi ghi giùm em nha. Quần này em có size một cái size S bị bom thôi, còn lại là em nhà em còn L, L thì 60kg thoải mái nha. Hôm qua gọi được cái Nhi Kiều không? Có. Có rồi sao lại giờ lại hỏi đơn cũ nữa? Rồi ghi giùm em nha, comment giúp em. Đây cái này có cái size S thôi, em sale 79.000 cho mọi người luôn. Cái này là sale lỗ luôn á. 79.000 có cái size S thôi, còn lại L không á mấy chị ơi. L là dưới 60kg nha. L là dưới 60kg. S cho Nguyễn Hằng có cái thôi à. Đó hình như là còn có cái size S duy nhất à. Nên là xả luôn á. Để hàng lại rồi em ơi. Áo một xanh minh cho Nguyễn Trâm này. Rồi áo này tặng luôn 50.000 có cái mấy chị ơi. Ghi cho em là cam 49.000. 49k giùm em nha, áo cam đất. Cái này mấy chị mặc quần jean siêu đẹp. Ok Thùy Trâm nha. Rồi comment giúp em 49k giùm em. Comment giúp em là 49k. Ship đồng giá 35.000 toàn quốc nha. Rồi còn một khoác sắm đậm này. Có cái thôi. Khoác sắm đậm có cái này. Ai lấy khoác? Giờ gửi được rồi á chị, tại 25 này công ty cho về rồi, em sợ giao sang không nhận được. Ừ gửi được thì ấy. Chân váy đang mặc màu đen size L cho Như Hảo. Áo 49 cho Tú Hảo. Rồi cái này ghi cho em là khoác đậm, sắm đậm 95.000, ghi cho em là khoác sắm đậm nha. 95. Comment giúp em là khoác sắm đậm. Tư bút khoác sắm đậm. Nãy tư bút không có cái kia đâu nha. Quần jean này em còn mấy chị, quần jean 2 túi cao cấp bên nhà em á. Cái này là loại cao cấp nha. Cái này em xài cho mấy chị ở trên live luôn là xả luôn cho mấy chị nhá. 159 luôn, SML. Còn mấy cái hả mấy chị ơi? SML quần 2 túi nha, 159 giùm em nha mọi người. 159, cái này là quần ôm nha mấy chị. Nên nó có màu đó đúng không? Màu đậm với màu nhạt.